lớn nhất thì là 123 người. Tại vì là vừa rồi là có một cái ông tác giả, cái ông tên là Jamie Allen này, cũng khá nổi tiếng trong giới qua một cái nói chuyện nên là mọi người đến nhiều hơn. Và bây giờ xin mình vừa giới thiệu rồi, bây giờ đến lượt mọi người giới thiệu sơ thì được đây. Chào các bạn, mình là Trung Nguyễn Tân Phích. Mình thì Việt Nam cũng biết là lập trình, mình đang làm buổi của anh ấy rồi.